Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 8 thường niên, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 8 thường niên, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Thưa anh chị em, chúng ta bước vào tháng 3, tháng Kính Thánh Giuse, và cũng là ngày cuối cùng của mùa thường niên 1. Ngày mai thứ tư mùng 2 tháng 3 bắt đầu bước vào mùa chay thứ tư lễ cho ăn chay kiêng thịt. Xin phép được nhắc anh chị em trước, ngày mai thứ tư lễ cho mùng 2 tháng 3 là ngày ăn chay kiêng thịt. Hôm nay người ta gọi là thứ ba béo vì có nhiều người là nhiều nước, hôm nay là đi ăn cho nó no, ăn chơi rồi bắt đầu để ngày mai bước vào mùa chay. Nhưng mà nếu mà tốt nhất là hôm nay để dành tiền để bước vào mùa chay thì tốt hơn. Và ngày mai cũng là ngày mà chúng ta bắt đầu 40 ngày mùa chay, tĩnh tâm mùa chay, với chủ đề là bước đi trong thương xót, hướng đến một giáo hội hiệp hành, tham gia hiệp thông và sứ vụ trong lòng thương xót Chúa. Thì chúng tôi lấy một cách cụ thể hơn, đấy là bước đi trong thương xót. Ngày mai chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay và bước vào 40 ngày tĩnh tâm chay, bước đi trong thương xót. Anh chị em thấy ngày hôm nay rực rỡ hoa để kết thúc mùa xuân lòng thương xót, để cho anh chị em thấy Chúa và là Chúa của mùa xuân, xuân lòng thương xót hoa rực rỡ. Và ngày mai bước vào mùa chay, bàn thờ thì không trưng hoa, nhưng mà đây chúng tôi đâu phải bàn thờ lễ đâu. Có anh chị em bảo đã bỏ mùa chay không trưng hoa mà cha vẫn có hoa, bảo là không trưng hoa trong bàn thờ, trong nhà thờ, nhà nguyện, chứ không phải không trưng hoa trong bàn ngồi chia sẻ, bàn văn phòng mà anh chị em. Nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng đem hoa, bao nhiêu có, bao nhiêu dốc hết tình này ta dâng lên cho Chúa. Vì Chúa là Chúa của mùa xuân, xuân lòng thương xót thì không bao giờ tàn, mãi mãi Chúa là mùa xuân. Và chúng ta dâng lên tháng 3 này, tháng Kinh Thánh Giuse, để cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình. Xin Chúa cho các gia đình được sự bình an trong cơn đại dịch, sau cơn đại dịch nó còn khủng hoảng hơn nữa. Và biết bao nhiêu gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách, xin Thánh Giuse gìn giữ các gia đình và gìn giữ giáo hội. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 8 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 1, câu 10 đến câu 16. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1, câu 10 đến câu 16. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình mà là cho anh em.
Đó là thông điệp mà nay các người giảng tin mừng đã loan báo cho anh em. Nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em. Trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thanh của người. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khai đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tin nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. Hallelujah, hallelujah, lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 10 câu 28 đến câu 31. Marco 10 28 đến 31. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã trải qua một tháng, tháng 2, 28 ngày trong bình an. Bình an không phải là không có những biến cố, không phải là không có những thử thách, không phải là không có những khó khăn. Vì Chúa hứa là ta sẽ đưa các con đến bến bình an. Nhưng mà trên đường đi không phải là lúc nào cũng trời yên biển lặng, lúc nào cũng mọi sự êm ả, êm xuôi. Nhưng có khó khăn, có thử thách, có lên thác, có xuống gành, có ba chìm bảy nổi. 28 ngày qua trong tháng 2, anh chị em mình nhìn lại để mà tạ ơn Chúa vì còn sống đến ngày hôm nay, còn được trung thành với lòng thương xót Chúa, còn được nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Có nhiều người đã bỏ cuộc rồi, có nhiều người đã thất vọng, có nhiều người đã chán nản, có nhiều người đã đi vào trầm cảm rồi. Và dường như căn bệnh trầm cảm bây giờ là căn bệnh xã hội, căn bệnh trầm kha và là căn bệnh phổ biến. Có nhiều người suốt một năm không bước ra ngoài, không giao tiếp với ai, cứ ở nhà, rồi dìm mình vào trong
trang web này, vào trong trò chơi game kia, vào trong những phim ảnh nọ. Bây giờ không muốn tiếp xúc với ai. Và đọc tin tức thì hầu hết toàn những tin đọc xong rồi thấy tức. Mà những cái tin đó thì nó lại câu view nhiều. Những tin đó nhiều người vào coi. Và người ta thích làm nổ bùng lên những cái tin tức ấy. Đọc một trang web đã có rồi, trang này cóp của trang kia web của trang nọ. Những cái tin đó cứ làm cho con người ta, tôi vừa mới đọc xong tí mở trang khác lại thấy, tí mở trang khác lại thấy. Mỗi cái chuyện mà mấy cái đinh bố đóng vào đầu đứa bé thôi mà nói đi nói lại, nói tới nói lui. Rồi cái chuyện ông bố ném đứa con 5 tuổi xuống sông cũng đang đi đang lại, đang tới đang lui. Trong khi đó biết bao nhiêu cái điểm sáng, điểm đẹp, điểm hay thì nó lại không chịu đăng. Thí dụ chuyện một cái anh hốt rác, anh nhặt được của anh trả lại cho người ta, anh nhận được cả cái nhẫn hột xoàn anh trả lại cho người ta. Hay là biết bao nhiêu y sĩ, bác sĩ đã dấn thân hy sinh là không cử hành hôn phối để đi phục vụ trong đại dịch vì lúc đó không thể làm được, hay là họ quên mình đi để nghĩ đến hạnh phúc, đến sức khỏe của người khác. Bây giờ cái đại dịch tạm yên ổn một chút mà làm đám cưới tập thể là 20 y sĩ, bác sĩ làm đám cưới tập thể chung. Mấy cái ảnh rất đẹp, rất sáng. Người ta ít đưa ra lắm. Mà cứ cái gì tiêu cực, cái gì xấu là khơi lên nói đi nói lại. Khi cả tuần lễ cứ lật đi lật lại những cái tin đó. Bao nhiêu ông bố hy sinh, tại sao không nêu lên? Mà cứ đưa cái ông bố mà đóng đinh vào đầu đứa bé. Cả biết bao nhiêu ông bố thì mới có một ông bố như vậy thôi. Mà có khi ông ấy cũng không bình thường đâu, cũng bị tâm thần hay gì đó. Thế chẳng hạn là anh chàng mà ngáo đá mà chém ông cha chẳng hạn. Mình cứ dây giết đi dây giết lại những cái chuyện đó. Bao nhiêu cái điểm tốt, điểm hay đấy phải nêu lên chứ, phải không thưa anh chị em? Chúa nói mà, việc tốt lành của anh em phải như là ngọn đèn đặt trên giá để người ta nhìn vào những việc tốt lành của anh em mà ngợi khen cha của anh em trên trời. Cho nên là mỗi thứ sáu, chúng tôi có mục sống đúng, sống đẹp. Chuyên đề là sống đời chứng nhân. Những chứng nhân của đời thường, chứng nhân của ngày hôm nay. Nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay. Những nhật ký ấy ghi lại mỗi ngày biết bao nhiêu là những người được ơn lành của Chúa, những người được hoán cải, những người được ơn trở lại, những người mà như các tông đồ bỏ mọi sự mà đi theo Thầy. Những tông đồ của lòng thương xót Chúa âm thầm làm những công việc cầu nguyện, làm những công việc hy sinh. Vì đã có những người trong cái Tết vừa rồi chẳng hạn, khi mà chúng tôi gửi đến anh chị em cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót nhưng mà không kịp vì bưu điện nó không làm việc nữa. Nhiều người không có, đã thưa cha, bây giờ cha post lên mạng đi để cho chúng con lấy xuống, download xuống. Con làm cho con và con gửi cho các bạn của con. Rồi có một chị ở bên Hoa Kỳ là đi làm chương trình này cho mấy gia đình. Vì họ không biết, không quen thì download xuống. Đã vậy thì còn đến tận nhà cử hành nghi thức ấy cho nhà này, đến cho nhà nọ, đến cho nhà kia. Và những người mà làm nghi thức ấy trong tháng 2 vừa rồi, họ thấy vui quá. Lần đầu tiên trong gia đình con biết thế nào là đón Chúa vào nhà, là để Chúa sông đất nhà mình, rước Chúa vào nhà trong ngày đầu năm. Trước thì con chỉ biết là mua hoa, như đây hoa anh chị em thấy đầy chung quanh này đấy. Rồi mua mâm quả, rồi sửa soạn bàn thờ vân vân. Nhưng mà không biết là rước Chúa vào một nghi thức trang trọng và đầy ý nghĩa. Đấy thưa anh chị em, đã có những người làm như thế. Và đã có những người sinh nhật của vợ thì đưa cho vợ cái phong bì và bảo rằng là mọi năm thì anh mua quà cho em, nhưng mà năm nay anh đưa phong bì này để em tặng cho người nghèo. Quà sinh nhật của em dành cho người nghèo, em làm đi. Người vợ ngạc nhiên bỡ ngỡ, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình có một lễ sinh nhật lạ như thế này.
và bảo chắc chồng con được Chúa sờ chạm chứ sao, chứ không nghĩa chồng con nó còn bình thường không cha, còn hoảng không biết là có bình thường không. Bảo vậy mới là bình thường, bình thường thì phải làm như thế đấy. Còn mà làm cái sinh nhật mà cả bạc tỷ, một cái áo không mà 1 tỷ đồng, một món quà không là 23 tỷ đồng, thì cái đó là không bình thường đấy. Cái đó mới là phải sợ coi có còn bình thường nữa hay không. Phải không thưa anh chị em? Mình nhìn lại 1 tháng vừa qua để ta thấy được rằng là những ân huệ mà Chúa ban cho mình để chúng ta phải nói lên, để cho những anh chị em mà đang có nguy cơ trầm cảm hay đang trầm cảm, họ mau tỉnh thức đi. Điều mà Thánh Phêrô Tông Đồ nói rằng là như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội nữa. Mình còn mê muội, mình chiều theo những đam mê xác thịt, chiều theo đam mê của cải, đam mê danh vọng, đam mê chức tước, đam mê địa vị. Mình còn mê muội và coi đó là cái mục đích cuộc đời của mình. Thậm chí mà khi mình đi tu rồi vẫn còn cứ thích chức tước, thích địa vị, thích danh vọng nữa. Và đôi khi còn bị cám dỗ về của cải nữa. Trong cái mê muội ấy, tôi cũng bị mê muội. Mà tôi cứ nói với các bề trên rằng con xin thú nhận sự mê muội của con. Đó là mê lòng thương xót Chúa, con nên con muội. Vì mê say lòng thương xót Chúa cho nên con chẳng còn nghĩ cái gì khác nữa. Chỉ mong ước khao khát làm sao để mà loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Vì con đã bị mê muội rồi, bây giờ con tỉnh táo rồi. Mà con làm cái chuyện này, người ta bảo là mê muội. Con cũng chấp nhận cái mê muội đó của con. Và con không muốn tỉnh. Chấp nhận mê muội lòng thương xót hơn là tỉnh táo để mà tìm địa vị chức tước, để mà tìm sự yên ổn cho bản thân, để mà tìm sự an nhàn. Thôi, kiếm chỗ nào đã hạ cánh an toàn đi thôi. Rồi mới mốt rồi về hưu cho nó thoải mái, kiếm giáo xứ nào coi cho nó an nhàn. Ma quỷ cũng cám dỗ Faustina vậy, cám dỗ cha Sopoko vậy, và cám dỗ nhiều người như vậy, và nó cũng cám dỗ cả các tông đồ ngày hôm nay. Khi nói với Chúa rằng lạy Chúa con bỏ mọi sự mà con đi theo Chúa thì được cái gì? Chúng ta cũng thắc mắc là lạy Chúa, cha cứ nói cho con đi vào con đường lòng thương xót Chúa, vậy thì đi con đường lòng thương xót Chúa thì con được cái gì? Phải không ạ? Ai, cha ơi, từ lúc mà con biết đến lòng thương xót Chúa, ma quỷ nó phá dữ quá. Trước con ngồi tối ngồi đánh bài, ngồi hát karaoke thì chả sao. Bây giờ bắt đầu đọc kinh lòng thương xót Chúa là bắt đầu chồng nó cằn nhằn, con nó kêu ca, rồi điện nó cúp, mạng nó hư. Thưa anh chị em, rõ thật là như vậy, phải không ạ? Anh em chúng tôi làm truyền thông lòng thương xót Chúa nhiều lần chứng thực rõ như vậy. Tự nhiên cái cúp điện, tự nhiên cái máy nó treo, tự nhiên post 27 lần mà không lên được. Rồi chung quanh người khác thì kêu ca, bảo là chúng tôi phá, bảo rằng chúng tôi thế này, bảo rằng chúng tôi thế nọ thế kia. Chính anh em mình trách mình đau chỗ đó. Anh em mình không hiểu mình. Anh em mình nói là chơi thế này thế khác mà đính chính không được. Và sao mạng nhà con không bị, sao bên chỗ tôi không bị mà bên chỗ anh bị? Làm sao tôi biết? Mà tôi đã nói với anh em là chúng ta sử dụng phương tiện tối đa, đường truyền tối đa và máy cũng tối đa, chấp nhận sự tốn kém ấy trong vinh quang Chúa, cho mọi người được có những hình ảnh thật tốt, thật nhanh, thật là hợp đúng ngày, đúng thời, đúng buổi. Nhưng mà có những khi ma quỷ đâu nó quậy, nó phá tùm lum la hết. Tôi nói ngừng cầu nguyện đi. Rất nhiều lần như vậy, ngừng cầu nguyện, đừng cố nữa. Cố mình dễ điên, và mình có khi mình điên lên này mình làm còn nó còn tệ hơn nữa. Có nhiều khi đáng nghĩa thì save và lưu lại thì bấm ngay cái nút xóa, nút delete. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đó. Thưa anh chị em, và cũng có nhiều lúc nó cám dỗ mình, thôi buông con đường lòng thương xót Chúa đi. Buông con đường đó đi. Mà các tông đồ cũng nói với Chúa là vậy thì con theo Chúa con được cái gì?
Mình cũng hỏi với Chúa rằng, ngày hôm nay con đi vào con đường lòng Thiên Chúa thì con được cái gì? Nhìn lại đi. Nhìn lại một tháng vừa qua, chúng ta thấy Chúa cho mình, ai tín thác vào lòng thương xót Chúa thì người ấy được bình an. Tôi nói là được bình an, chứ tôi không bảo là không có khó khăn nhé, không có thử thách nhé. Vẫn khó khăn, vẫn thử thách. Mọi người đều khó khăn thử thách. Nhưng mà người ta lo lắng, người ta bối rối, người ta hoang mang, người ta hoảng sợ. Còn mình vẫn lạy Chúa Giê-xu. Con tín thác vào Chúa. Vậy thôi. Và dẫu cho Covid nó có đến nó gọi đi, thì người ta hoảng loạn sợ hãi. Hoảng loạn sợ hãi trước cái chết. Còn mình sợ chết ai không sợ, nhưng mà lời Chúa, con tin vào lòng thương xót của ta, con đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của con là giờ ra đi trong bình an. Ta đến với con không phải tư cách một thẩm phán để phán xét con, nhưng như là một người cha nhân từ đón đứa con về nhà của mình. Chúa, con đây Chúa, đi với ta. Hôm giờ ta với con quen nhau rồi, còn lạ gì nữa đâu. Con về với ta. Vâng. Còn mình cả cuộc đời chẳng biết Chúa là ai, chẳng cầu nguyện với Chúa là gì. Giờ ra đi của mình, Chúa có đến đón? Đi đâu vậy? Ông là ai vậy? Thôi, không dám đi nữa chứ đừng nói. Cả đời mình có bao giờ biết Chúa là ai? Cho nên hoảng loạn, lo sợ. Và những người bây giờ nhiễm Covid cũng hoảng loạn, lo sợ. Tôi bảo lo cái gì, sợ cái gì? Không tin vào quyền năng của Chúa à? Không tin vào lòng thương xót của Chúa à? Và rõ ràng anh em chúng tôi vẫn dấn thân suốt trong tháng 2, vẫn ra đi trước Tết một chuyến công tác bác ái, sau Tết một chuyến công tác bác ái. Mà bây giờ bước vào tháng 3 chuẩn bị công tác bác ái vào đúng ngày Chủ nhật 19 tháng 3 lễ Kinh Thánh Giuse. Cứ ra đi như thế, Chúa gìn giữ. Có người bảo thôi cha ơi, đi vừa vừa chứ chết đấy. Bảo không đi có chết không? Những người chết đều là những người có đi không? Mà thưa cha không, nó toàn nằm nhà không, rồi Covid nó đến thăm nó. Chứ nó đâu đi tìm Covid. Mà Covid đi tìm nó. Vậy thì thay vì để Covid đi tìm tôi đi tìm Covid. Đi tìm những người lây nhiễm, những người bị hậu quả của Covid để mà cứu giúp, để mà nâng đỡ, để an ủi, để mà hỗ trợ họ. Covid nó thấy tôi tìm, nó sợ, nó chạy. Còn mình nằm yên, nó tới, nó tấn công mình. Cứ nghĩ vậy đi. Cứ nghĩ vậy đi cho mình thoải mái. Ngồi đây mà sợ chi. Cho nên, như những người con vâng phục, đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội nữa. Đừng chiều theo những đam mê ấy. Mà hôm qua chúng ta nói đến một đam mê rất mạnh là đam mê thiền. Cô em nói, con buồn quá cha. Sao buồn vậy con? Tháng này con làm được ít lương hơn những chị em khác. Tại vì họ làm neo chẳng hạn, làm gia công chẳng hạn. Thì cứ làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Thế thôi. Thì bảo sao vậy? Thì trong tiệm có 5-6 người thợ. Cứ người này làm rồi tới người kia cứ thay phiên nhau. Khách đến trước, tới phiên ai người đó làm. Nhưng mà có những vị khách thì họ trả tiền rồi, xong rồi họ cho tiền bo, tiền gọi là bồi dưỡng đi, thêm. Mà sống có khi nhờ cái bồi dưỡng nhiều. Thì mình làm hay làm tốt thì khách nó cho bồi dưỡng nhiều. Nhưng mà có những vị khách rất khó tính. Hôm qua con làm cho bà khách đó, bà khó tính quá, bà la lối sùm. Rồi bà kêu thôi người khác để người khác làm đi. Cuối cùng người khác đến làm thì họ có tiền, còn con thì không có tiền, con ngồi con buồn. Và buồn đó đúng không? Tự nhiên là đúng. Buồn đó là đúng, tự nhiên thôi. Nhưng mà tôi nói về con ngồi con nghĩ lại thử coi. Con cũng cần tiền, người ta cũng cần tiền. Nhưng mà nhu cầu của con với nhu cầu của người ta, con thử coi ai là người cần hơn. Con có nhà không? Có. Còn người kia sao? Dạ người ấy phải ở thuê. Con có phải lo cho anh? Bảo không.
Nhà con ai tự lo người đó, con không phải lo cho ai cả. Còn người đó sao? Đó phải lo cho gia, còn cha, còn mẹ, còn anh chị em ở Việt Nam nữa. Phải lo gửi về để giúp, nhất là lúc Covid này. Rồi con nhìn người ta đi. Lúc người ta làm có tiền thì người ta làm sao? Con thấy mặt chị vui lắm, mặt người ấy vui lắm. Còn lúc mà con làm không có tiền thì làm sao? Con làm không có tiền con thấy buồn lắm. Vậy thì con thấy buồn khi không có tiền. Con có hiểu được cái nỗi buồn của con và nỗi buồn của người đó như thế nào chưa? Đúng không anh? Anh buồn vì anh thất bại. Thế nhìn người khác thất bại, anh mới biết rằng cái nỗi buồn của cái sự thất bại nó như thế nào. Anh bạn ngồi góc kia đang buồn buồn. Sao vậy? Thất tình hả? Anh thất tình, anh buồn. Anh thấy này nó đang ngồi bên cạnh vợ, nó đi với người yêu, nó thấy nó vui. Vì anh nói nó là thất tình buồn lắm mày ơi. Nó có hiểu gì không? Mẹ thất tình, cái thằng người ta đang đi với bồ, ta đang chơi với vợ, ta mà thất tình, thất tiếc, cái thằng vớ vẩn. Anh thấy anh chật luốt rồi. Nó không cảm thông được với anh đâu. Nhưng mà nếu đó, sau lưng anh ấy, nói lại, đó, coi tên đang ngồi không nói gì nãy giờ đó. Lại hỏi nó coi, bắt tay nó coi, sao vậy? Mà, số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng, chẳng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Tôi với anh đồng cảnh ngộ. Cái người kia mới hiểu được anh buồn như thế nào, vì nó cũng thất tình. Còn cái anh chàng mặc áo vàng mà đi mà quần jean đi giày này nè, nó đang cặp tay với con nhỏ mặc jeep đỏ nè, nó có biết thất tình là cái gì đâu, nó cười tươi rói. Anh nói nó ăn thua gì. Nhìn thấy không ạ? Mà Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu mới xuống thế làm người. Chính vì vậy mà Chúa mới xuống thế làm người, để tất cả những gì thân phận con người trải qua, Chúa cũng trải qua hết rồi. Trừ duy nhất một điều là Ngài không có tiền. Giêsu cái ông ấy lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Không phải là mình Chúa không có tiền đâu. Có cái nhỏ kia đang ngồi bán vé số, nó cũng có tiền đâu. Hay nhỏ đang ngồi đẹp đẹp với chứ mà trong túi có đồng nào đâu. Đều vàng, toàn vàng giả không. Lặp lại, trừ duy nhất một điều là Chúa không phạm tội. Tỏ lên một điều là Chúa không phạm tội. Chúa không biết tội là gì, không hề phạm tội. Mặc dù Ngài cũng chịu cám dỗ. Hãy thờ lạy tôi đi. Tất cả thế gian này, của cả thế gian này thuộc về ông đấy. Hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi. Chúa bị cám dỗ chứ. Lạy cha, xin cất chén đắng này cho khỏi con. Đó là cơn cám dỗ. Nhưng đừng theo ý cha lại nữa. Vậy thì con ăn thua cái gì? Đừng theo ý cha lại nữa. Hai lần mà vẫn cứ sai, quá tam ba bận. Nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha. Đấy, tôi nói đó, con thấy chưa? Khi con không có tiền con buồn. Người ta, con biết là người ta không có tiền người ta buồn như thế nào. Khi con có tiền con vui thì con thấy mặt người ta vui như thế nào. Thì thôi, mình không có tiền mà người ta có tiền người ta vui, mừng cho người ta. Nhường một chút đi, nhịn một chút đi, mà người ta quý mến con. Tội nghiệp con nhỏ đó, tháng này nó làm ít nhất trong nhóm, tội nghiệp nó. Coi nó ngồi kìa, ê, tối thì dắt đi ăn, sướng không? Còn mấy cái con nó, tháng này nó nhất, nó dành, nhớ không, nó dành khách cho mình đó. Còn nó cả trớn. Trong khi mình đang ngồi đếm tiền cười cười, mà có ai cười với mình đâu. Cười mình cười làm gì? Anh thấy không? Thôi, mình mà càng hơn người ta bao nhiêu, người ta càng ghét con bấy nhiêu. Có đúng không? Anh, giữa cái anh chàng thất tình sau lưng anh á, với cái anh chàng mặc quần jean áo vàng này mà đang ngồi với bồ, anh thương thế nào? À, anh làm bạn với thằng thất tình thôi, vì nó đồng cảnh ngộ với anh, tội nghiệp nó.
mày bị nó đá mấy lần, tao mới lần đầu tiên, tao 3 lần rồi. Anh còn, ồ mày quá, cảm ơn Chúa, con mới có bị con lần. Anh thấy không ạ? Nó bảo, ờ hay, vì con không nghĩ ra vào đó, vì con nghĩ lại có đúng không? Và mục đích cuộc đời của con không phải là đi làm để kiếm tiền. Không phải mục đích đi làm kiếm tiền, đó là phương tiện chứ không phải mục đích. Vì không có nó, không có làm việc này, con làm việc khác. Mà không có nó, con vẫn sống. Còn với chị ấy, với người ấy, mục đích của họ là kiếm tiền để nuôi gia đình, để lo cho các em. Họ có mục đích của họ thôi. Nhường cho họ chút đi. Thay vì mình ăn 2 chén cơm, ăn 1.5 chén thôi, nửa chén cho này bạn. Mà lúc đó nó mời mình 1 chén. Mời mình 1 chén. Thử đi. Mà lỡ nó không mời sao cha. Trời ơi, anh này, anh cứ tính toán như vậy thì sao được. Anh không tính gì cả, để Chúa tính. Rõ ràng Chúa trả lời, thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm. Thấy chưa? Dám bỏ 1, Chúa cho 10 dám không? Mới bỏ 1 mà đã cứ sợ. Chúa cho 10 mà. Nhưng đừng quên, cùng với sự ngược đãi. Chết rồi ngược đãi rồi sao? Mới cho tí lại bắt ngược đãi. Đọc tiếp đi. Đọc nửa chừng xong ngưng rồi lo. Đủ chết nhát. Đọc nửa chừng xong ngưng rồi sợ. Nghe. Và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó mới là điều quan trọng. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Mà anh em thấy rõ ràng, những người mà gọi là bỏ nhà cửa, cha mẹ anh chị em để theo Chúa, thí dụ như những linh mục tu sĩ chúng tôi đi, có ai chết đói không? Không hề. Nhà dòng có khi cả 100 nữ tu, cả 200 thầy, trong lúc Covid vậy mà vẫn sống, sống khỏe, sống đầy đủ nữa chứ. Tin chưa? Rồi chính anh chị em này, trong cơn đại dịch, chị có đi làm gì không? Anh có đi làm gì không? Vậy mà nhà anh có ai chết đói chưa? Chưa. Tôi nói là có khó khăn, tôi không bảo là không, nhưng chưa phải chết đói mà. Chưa phải đi ăn mày mà. Lòng tín thác của mình là nằm ở cái chỗ mà lúc mà cùng quẫn nhất vẫn lạy Chúa Giêsu. Còn tín thác vào Chúa. Vẫn như vậy, không thay đổi. Giống như bản thân tôi nói thẳng với tất cả những người có quyền, mặt đạo cũng như mặt đời, nói rất rõ. Cho dù có dí súng ở mạng tăng tôi mà bảo không được nói về lòng thương xót Chúa thì tôi vẫn nói. Có chết thì chết, tôi vẫn nói. Có tước hết tất cả mọi cái của tôi vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Bao nhiêu lần 3 chìm 7 nổi rồi, 99 cái lênh đênh rồi. Có người khuyên thôi, dừng bến đi, vậy đủ rồi. Có những anh em thương, thấy tội nghiệp quá. Cái tuổi U70 rồi, gần đất xa trời rồi mà cứ còn long đong lận đận mãi. Tôi nói thôi, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thì đã là tên là long rồi, cho nó đúng nghĩa là long đong lận đận đi. Kệ nó. Để mình khỏi hổ danh với cái tên của mình chứ. Bảo giá hồi sau hồi đó bố anh không đập cho tên, anh tên là Trần Đình Sướng đi. Bảo cái Trần Đình Sướng buôn xăng lậu rồi bị bắt rồi đấy chứ bộ Sướng à. Phải không? Mấy tỷ, mấy ngàn lít xăng, bao nhiêu ngàn tỷ gì đó. Như Trần Văn Sướng nó bị bắt rồi đó. Có Sướng gì đâu. Hay là đổi cho lấy chị Nguyễn Thị Sung đi. Anh Sung lấy chị Sướng, hai đứa đang đi ăn mày kìa. Thì thưa anh chị em, đi theo Chúa, đi theo con đường lòng thương xót Chúa là con đường anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, sống thánh thiện trong
ăn nết ở. Có nhiều người thấy tôi bị long đong lận đận, nói cha phải xét lại coi cách ăn nết ở của cha như thế nào. Tại vì cách ăn nết ở của mình không theo thói thế gian, không theo kiểu thế gian, cho nên thế gian loại trừ mình. Nhiều anh em loại trừ tôi chứ, vì tôi không sống theo kiểu của họ. Tôi không trôi theo dòng đời mà tôi bơi ngược dòng đời. Anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa là con đường chấp nhận cách ăn nết ở của mình không theo thói thế gian, mà nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi mình, vì có lời Kinh Thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Hãy sống thánh thiện, tập sống thánh thiện. Chúng tôi và anh chị em đều là những tội nhân, đều là những con người tội lỗi. Rõ ràng, nếu mà anh chị em không nhận thì tôi xin nói cá nhân tôi, bản thân tôi, một con người tội lỗi, một con người bất xứng, một con người hèn kém. Nhưng lòng thương xót Chúa đã thương xót tôi, lòng thương xót Chúa đã cứu tôi, lòng thương xót Chúa đã kéo tôi khỏi cái vực thẳm tội lỗi, lòng thương xót Chúa đã đưa tôi ra khỏi cái mê muội, những đam mê vật chất danh vọng của cái thế gian. Ngay cả khi đi tu vẫn còn những mê muội và những đam mê ấy. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới đưa tôi ra. Và bây giờ lòng thương xót Chúa đã đưa tôi ra khỏi cái đó. Tôi đang tập sống theo Đấng đã yêu thương tôi, đã thương xót tôi. Mà Đấng ấy là Đấng Thánh, cho nên tôi đang tập sống Thánh. Tôi chưa là Thánh, nhưng mỗi ngày, mỗi bước, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tập. Đã tập thì có té không? Hồi xưa đi tập xe đạp, tôi nhớ ngày đó cả nhà tôi có một chiếc xe đạp mà bố tôi thì đi làm. Cho nên nhìn người ta, mấy đứa bạn mình nó đạp xe đi học mình thèm. Cứ đi bộ cả mấy cây số đi về lết hết. Trời mưa trời nắng đi qua cái bãi rác. Qua cái bãi rác mà bãi rác của Mỹ mà ngày xưa Mỹ nó đổ, rác của Mỹ vẫn thơm. Sáng đi học, chiều xách cái túi đi bới rác Mỹ. Mà có nhiều người giàu nhờ thầu rác Mỹ. Vì trong đó có nhiều đồ hộp mà họ không ăn, họ bỏ. Rồi lấy ra về rửa sạch đi, vẫn còn ngon như lận thường. Đem bán ở Nguyễn Thông, Sài Gòn, chứ đừng đói. Cho nên chúng tôi đi qua sở rác Mỹ, đi qua đó phải bịt mũi lại, nhưng mà tay vẫn bốc. Rác thì nó không thơm, nhưng mà đồ ăn nó nằm trong đó. Đồ hộp, bơ, rồi sữa, rồi thì trái cây nằm trong đó bới lên. Nhìn đứa khác đi xe Honda, đi xe đạp lúc đó thèm lắm. Nhưng mà không biết đi. Mà có mỗi cái xe bố đi làm đấy gì mà tập. Cho nên là chiều tối bố đi làm về mới ra cuối nhà thờ. Mà nhà thì chật, sân cũng chật, chỉ có mỗi sân nhà thờ rộng thôi. Tối ra sân nhà thờ tập. Tập mà bố tôi giữ cái xe mà mình cứ té lên té xuống. Cứ sợ, tay nó cứ cứng ngắc. Cứ đạp tí là té, đạp tí là té. Bố giữ cái yên thì đạp yên trí. Bố vừa bỏ cái yên ra, mình tưởng ông còn giữ thì mình đạp ngon lành. Lúc, bố ơi, chả thấy bố trả lời gì cả. Rồi té cái rầm. Tập thì vẫn té. Té thì đau. Rồi lại phải trỗi dậy mà tập. Nếu không trỗi dậy thì chẳng bao giờ mà đi được xe đạp. Vất vả lắm, càng lớn tập càng khó. Y như là tập ngoại ngữ cũng vậy. Đứa bé nó nói tự nhiên thoải mái vô cùng. Học ngoại ngữ, nó bé nó học rất nhanh. Nhất là nó lớn lên mà ở trong cái đất nước đó thì nó nói nhanh lắm. Còn mình lớn rồi, nói méo miệng, méo lưỡi ra. Có người nói, sao cha không dành cái thời giờ Chủ nhật để nói với đứa trẻ, tụi trẻ bên Mỹ giờ nó nói tiếng Việt không được, nó nói tiếng Mỹ, rồi cha chia sẻ lời Chúa nó, rồi cha hỏi nó, rồi nó nói lại, rồi cha bảo nó sống tuần này phải như thế này, rồi mỗi tuần cha, sao tôi làm được?
Thứ nhất là không có thời giờ. Thứ hai là nói sao nó hiểu mình. Mà nó nói mình sao hiểu nổi nó. Nói nhanh như gió, nói như là tiếng mẹ đẻ của nó mà. Sao mình hiểu mà bảo là tôi sao không giúp cho người trẻ ngày hôm nay ươm mầm đức tin cho nó. Biết bao nhiêu là anh em linh mục ngoại quốc họ cũng làm thôi chứ. Họ nói tiếng Mỹ như là tiếng mẹ đẻ của họ, các anh em linh mục tu sĩ họ mới làm được. Chứ còn sao tôi làm được mà cứ bảo sao cha không làm. Soạn một bài tiếng giảng bằng tiếng Anh 10 phút mà mất cả mấy ngày trời. Tập nói, tập suy nghĩ bằng chúng nó. Phát âm em chứ phải đơn giản. Thì thay vì mình bỏ ra bao nhiêu công sức đó để làm chỉ có 2-3 đứa, 5-6 đứa. Trong khi đó mình dành thời giờ để giúp cho cả bao nhiêu ngàn con người khác. Bằng tiếng mẹ đẻ của mình, bằng ngôn ngữ của mình dễ ăn, dễ nói, dễ suy nghĩ. Nó tự nhiên hơn chứ. Tôi đã bảo tôi không làm được mà cứ bảo làm. Không được là không được. Mình đâu có lấn sân được. Mình đâu có bao cấp được. Mình đừng có nghĩ là mình là người mà cái gì cũng biết được, phải không ạ? Thấy rõ giới hạn của mình. Và giới hạn của tôi chỉ là giới hạn trong lòng thương xót mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Tập đi cho anh chị em. Có vị thánh nói, tại sao ông kia bà nọ nên thánh được mà tôi lại không nên thánh được? Mỗi ngày mình phải tập nên thánh. Tập nên thánh. Chứ không phải là hãnh diện vì ta là thánh, chẳng có ai là thánh hết. Cái người thánh nên đến nói với Chúa, thưa Thầy nhân lành. Chúa bảo, ai là nhân lành? Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành thôi. Còn tất cả chúng ta đều là những người bất toàn, bất xứng, là những tội nhân cần đến lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tội lỗi của ta, ban sức mạnh cho ta, để ta được nên thánh. Mời anh chị em cùng cầu nguyện với kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em bước vào mùa chay thánh thật bình an. Tạ ơn Chúa. Việt Nam mà người thờ xây loại bỏ lại trở nên tảng đá gọng cứng. Đó là Chúa làm nên như vậy trước mắt chúng ta. Chúa đã lập ra, chào ta hãy mừng ra hân hoan về ngày đó. Ta mừng ra hân hoan về ngày đó. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Chúa vẫn trọn đời, Chúa vẫn trọn tình từ.